Dạ, xin chào quý bà con. Ngày mai này mười 12 tháng tháng 2 âm lịch nè bà con. Âm lịch lá trễ bông chùm đẹp quá. Nụ chỗ rồi mà, 5 7 cánh có hết nè bà con, 6 cánh 7 cánh nhiều. Chùm chùm rồi bà con, thấy mê không? Cây nhỏ xíu mini mà con, quá trời đẹp luôn rồi. Trong thời gian xem á quý bà con xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ em cho kênh ngày phát triển nha. Em xin chân thành cảm ơn quý bà con rất nhiều ạ. Quá đẹp. Bông chùm chùm chùm. Đây còn chưa chỗ nữa bà con. Quá trời bông chùm luôn, còn chưa chỗ nữa. Rồi còn nhớ xem qua nhớ ủng hộ kênh em nha, cho ngày phát triển nha, cho đủ 1.000 sub để em livestream quay nhiều cái cây độc lạ cho bà con xem. Rồi xin chào bà con nha.